Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ cùng nhau nấu ăn. Món ăn khá là phổ biến ăn bún đó các bạn, đó là món bánh gạo, chả cá, phô mai các bạn nha. Rồi, nguyên liệu chúng ta sẽ có là nước các bạn nha, nước lạnh. Đó, nước lạnh là mình sẽ có là 200ml rồi, cùng với 50g tương ớt Hàn Quốc các bạn, 10g đường, 10g bột ớt, 10 huyết tương và 10g dầu hào các bạn nha. Đây, giờ mình sẽ trộn chung tất cả nguyên liệu này với nhau các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái nguyên liệu này lại với nhau. Mình sẽ cho nước vào. Rồi mình sẽ cho cái tương ớt này vào các bạn nha. Quậy lên các bạn. Này phải lấy cái muỗng. Này. Chơi đây. Cái tương ớt này nó có mùi thơm đặc trưng của người Hàn các bạn. Nó lên men từ như kiểu từ đậu tương các bạn, bởi thơm nó khác từ đó của mình, nó cay mà cay thơm chứ không phải là nó cay mà nồng như đó của mình thơm. Rồi mình bỏ cái dầu hào của bạn nha, thấy cái này nước đẹp không, nó là đỏ đó. Bây giờ cái tương ớt của nó đó các bạn, nhưng mà rất là đỏ đẹp nha. Nó thì ngày ngày bút á, trước khi ăn ta phải coi cái màu sắc nó đẹp, ta thấy ăn tiền cái màu sắc mày không, rất đẹp các bạn nha. Đó. Để mình zoom lại cho các bạn xem. Đó, đẹp không các bạn? Mình zoom cho bột ớt vào nha. Đó. Ớt này nó tạo vị cay, vị thơm thì thế rồi. Ngon lắm. Bây giờ mình sẽ cho nước tương vào, nước tương này nước tương Hàn Quốc luôn các bạn. Đó. Cái này các bạn hãy nêm lại cho vừa vị nha. Đó, này. Đẹp không? Thơm các bạn. Thơm nha. Ok, mình đã xong cái phần sốt nha. Thì bạn sẽ hỏi cái phần nước tương đó là nước tương loại nào, thì đây là nước tương mình mua các bạn. Đây. Đó, Sim Kyo Soy Sốt của người Hàn các bạn nha, rất là ngon. Đó. Còn các bạn là có nước tương khác cũng được nha. Nước tương Hàn được các bạn. Nước tương Hàn vị nó sẽ không có nêm đường giống như tương mình, mà nó sẽ có cái vị thơm cũng bị đậu tương á, nó hơi là đậm, nó hơi mà mặn hơn mình, nó tương mình xúc các bạn nha. Tiếp tục đây là mình sẽ có cái phần bánh gạo các bạn, bánh gạo bút các bạn nha, tteokbokki đây, đó một bịch là nửa ký nè. Đó, bây giờ mình sẽ khui, mình sẽ sử dụng các bạn nha. Ok, này bánh gạo đây. Ngon các bạn, đeo tủ lạnh để tủ ngăn mát nó vẫn ok các bạn nha. Đó. Còn tiếp theo mình sẽ có cái phần chả cá các bạn nha. Đây, chả cá đây, chả cá Busan Yagachi. Đó, các bạn có thể để lâu cũng được, để ăn đông á, cắm đông á sẽ lâu các bạn. Vì mình dùng mình chi việc mình đã đông thôi các bạn nha. Ok, mình có đầy đủ nguyên liệu các bạn, có chả, có sốt. Thì bây giờ mình sẽ cắt cái phần của cái phần hành baro các bạn nha. Hàm bà rô, mình cắt hàm bà rô nghe thôi. Chỉ có mỗi nguyên liệu hàm bà rô các bạn là mình cắt thôi, còn mấy nguyên liệu kia thì không cần nữa các bạn nha. Nguyên kia thì đơn giản, mình làm nhanh gọn lẹ các bạn. Đó, mình làm nhanh gọn lẹ luôn. Chỉ đúng ra cái phần mà nước, nước sốt, làm nước sốt này là bạn. Nếu các bạn nào mà có cái cá khô á, cá cơm á, mình nấu rất là thơm, mà người Hàn dùng cá cơm, mà các bạn có coi là cái lẩu kim chi của mình á, mình dùng cá cơm á mình nấu á, không các bạn không có lẩu thì mình cái phần cá cơm á thì mình dùng cái nước thường cũng được bạn nha. Có thì thơm hơn. Bây giờ mình chỉ việc cắt mỏng ra thôi, lát mình sẽ trộn chung cho thơm bạn. Hành bơ thì nó thơm, không có nồng mùi như là hành của mình. Đó. Ok, đây là đủ rồi các bạn, lát mà muốn thì mình sẽ lấy thêm nha.
Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình nấu các bạn nha. Ok, bây giờ mình bắt đầu mình nấu các bạn nha. Thôi mình rửa lên. Ok, mình sẽ cho một chút xíu nước các bạn nha. Mình sẽ cho cái phần bánh gạo vô nha. Rồi mình sẽ cho nó nở ra các bạn. Cho nó nở ra từng viên một. Mình sẽ đẹp lại các bạn nha, đẹp lại cho nó mềm. Ok, trong lúc chờ cái bánh gạo nó nở ra thì mình sẽ cắt cái phần chả cá các bạn nha. Đây. Thơm các bạn, thơm ngon các bạn nha. Đó, mình sẽ, nếu các bạn muốn ăn á, các bạn cắt xong các bạn trụng trụng nước các bạn, cho nó đẩy hết cái mùi mà mùi gọi là dùng mà mùi nồng nồng của cá, mùi tanh bớt nha các bạn, thì sẽ ngon hơn các bạn nha. Đó, các bạn cắt như vừa cắt xéo hay cắt ngang tùy các bạn nha. Đó, như bạn muốn cắt ngang nè, ngang. Đó. Nếu không cắt dọc thì các bạn nha. Đó. Rồi như đây cũng là đủ rồi các bạn. Đó, mình lát mình sẽ cắt thêm ăn thêm, cắt thêm ăn nha các bạn nha. Ok, giờ mình kiểm tra thử coi cái chả cá được chưa, cái bộ gạo được chưa cho các bạn nha. Đó. Đó, nó nở ra các bạn. Đó. Nở ra nè. Các bạn xé nhỏ nhỏ ra nha. Đó. Cắt thôi nè. Cắt tay các bạn nha. Sau khi cắt xong thì mình sẽ cho một muỗng cái muỗng sốt lên các bạn nha. Đây, cho một muỗng sốt lên. Cho nó đẹp, nó màu các bạn. Một đến hai ba muỗng đó. Mình sẽ đảo lên các bạn nha, cho nó thấm gia vị, nó thấm màu các bạn. Nở ra. Ok, sau khi bánh gạo nó đã nở ra các bạn và nó đã tách ra hết rồi. Đó. Các bạn nhớ phải gỡ ra nha. Thì giờ mình sẽ cho những phần sốt còn lại vào các bạn nha. Đó. Cho sốt còn lại vào. Đó. Sau đó mình sẽ cho cái chả cá cùng với hành bao đua vào các bạn nha. Đây. Cho chả cá vào các bạn nha. Đó. Cùng với đó là hành bao đua. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ trộn đều lên là mình chuẩn bị các món các bạn thích các bạn. Đơn giản các bạn nha. Rồi lát hồi bạn nào muốn ăn phô mai thì mình sẽ lắc phô mai lên chơi các bạn. Đó. Cho thêm miếng sốt lên nữa. Sốt nhiều cũng ngon rồi nha. Đó, giờ mình trộn lên mình thích thôi các bạn ơi. Đó, mình cho lửa nóng lên nha. Nóng lên. Sôi lên là mình ra món các bạn. Rất đơn giản cả nhà nha. Đó. Nhanh gọn lẹ, chúng ta đã có một món bánh gạo chả cá thơm ngon. Lát phô, lát phô mai lên nữa là xong. Nóng hổi luôn các bạn ơi. Tuyệt vời chưa? Thơm lừng luôn. Quá ngon cả nhà nha. À.
vị với hành bảo đô nữa, quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bắt phô mai đây các bạn nha. Phô mai ở đây mình sử dụng là phô mai mozzarella, các bạn nha. Các thể là mua loại mozzarella nọc dưới lưỡi các bạn, mozzarella của Ý á. Các bạn mua là sợi sẵn, không phải mua là bào giống mình nha. Đó, bào mua sợi sẵn luôn. Bào lên rồi mình đẹp lại, nó nóng là nó sẽ rất là đẹp các bạn. Bào lên các bạn nha. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình mở lò lại, mình đẹp lại các bạn nha. Rồi chờ cho nó sôi nóng lên là xong. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra các bạn nha. Đó, đã các bạn. Đó, phô mai quá trời luôn. Đó, bạn muốn ăn phô mai nhiều bỏ phô mai nhiều nha. À, giờ lấy ra mình thích thôi các bạn ơi. Quá ngon luôn.